lỗi, bố là người xấu. Anh xin lỗi em. Bà ơi, bà sống khôn chết thêm thì bà phù hộ độ trì cho con Son mau khỏi bệnh. Nó là đứa dâu hiền, là người vợ đảm mà bà đã chọn cho thằng Đạt đấy. Bà có thương con, thương cháu thì bà đừng lôi nó theo bà nhé. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con không đi đâu, con cứ sang mẹ nửa bước. Anh cũng đừng lo lắng quá, chỉ mới là nghi ngờ thôi mà. Phải có kết quả xét nghiệm sinh thiết thì mới kết luận chính xác được. Con sẽ bảo vệ mẹ. Cả heo đừng khóc nữa, sẽ làm mẹ buồn thêm đấy. Em cũng đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Tin anh đi. Dậy muộn thế này. Ơ kìa chú Danh, để chị làm cho. Ê, bác cứ để yên em làm cho. Bác đang bị bệnh là phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chị sao thế? À, không sao. Chú Danh này, cảm ơn chú nhá. Ôi trời ơi, ơn huệ cái gì chị Hâm mà. Bao nhiêu năm nay chị đã làm hết việc của tất cả mọi người rồi. Bây giờ để mọi người làm việc một tí đi. Đấy, mới lau được ba cái tầng nhà thôi, sụn hết cả lưng rồi. Thế mới biết là lâu nay bác vất vả thế nào. Nước sôi, cẩn thận đấy. Đồ ăn sáng đến rồi đây. Nào, chị đỡ cho. Chị cứ để em làm. Anh Danh dọn cho em cái bàn. Khổ quá, chị cứ ngồi xuống. Đúng rồi đấy, chị cứ để anh ấy làm cho quen. À mà thôi, anh xuống gọi bố với anh Tố lên ăn đi, em làm hết cho. Ok luôn. Khá heo, đánh răng rửa mặt cho con. Rồi ạ. À, nhất chị Son nhá. Hôm nay anh Đạt, anh ấy làm món gà tần cho chị đấy. Chuẩn ông chồng quốc dân luôn kìa. Cô Tuyết có đưa em ít sâm để tầm bổ, còn chỉ anh cách tần gà nữa. Em nếm thử xem có vừa miệng không. Anh cứ để đấy em. Bố với anh vào ăn sáng ạ. Con mời bố, anh Tố vào ăn sáng ạ. Con chào ông ạ. Bác Tố tín ăn xong, chở cá heo đi học giúp mẹ nó nhá. Biết rồi. Mẹ sao đấy? Mẹ không sao. Chào anh rồi đây. Chị Son phải quen dần với chuyện này đi ạ. Cả nhà ai cũng lo lắng cho chị đấy. Từ trước đến nay việc gì cũng đến tay chị rồi. Nên là bây giờ chỉ vì để cho mọi người chuộc lỗi nhá. Nếu bà bị ốm mà được cả nhà chăm sóc như này thì con chỉ muốn ốm mãi thôi. Chị cứ nói lên thuyền. Anh Danh ơi, lên ăn sáng đi kìa. Em nếm thử xem có vừa miệng không. Đồ ăn sáng. Đây anh ơi. Thôi, cả nhà ăn đi, ăn đi. Đây. Con mời bố, anh mời anh Tố. Mời cả nhà ăn sáng ạ. Mời cả nhà. À, chị Tuyết, tí nữa hạ lễ có mấy quả cam vinh ấy, vắt cho chị một cốc nhá. Vâng ạ. Chị Son, chị ăn thử đi xem anh Đạt nấu như nào. Ăn đi em. Vâng ạ. Ngon đấy nhỉ? Ngon lắm anh ạ. Vậy em ăn nhiều vào.